Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và khung giờ quen thuộc của chào ngày mới lúc 6 giờ sáng hàng ngày. Tôi là Minh Đường sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 15 phút của chương trình sáng nay. Như thường lệ mở đầu chương trình sẽ là phần tin tức. Trong giai đoạn 2015-2020, các chương trình tín dụng và khối lượng tín dụng ngân hàng chính sách xã hội thực hiện cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội ngày càng tăng. Đến nay tổng dư nợ chương trình tiến dụng theo phương thức ủy thác là 220.545 tỷ đồng, chiếm 99,56% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tăng 90.491 tỷ đồng so với năm 2014. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,8%. Việc thực hiện ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị xã hội đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng tín dụng. Đối với tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2015-2020, tổng dư nợ ở ủy thác thông qua tổ chức chính trị xã hội là 4.337 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội Sela. Đến nay, chi nhánh thực hiện ủy thác với 4 tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố, cấp xã và ký hợp đồng ủy nhiệm với 3.947 tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ nguồn vốn hỗ trợ cho vay ưu đãi của nhà nước, hàng chục nghìn hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, đời sống ngày càng được cải thiện và có điều kiện vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện toàn tỉnh Sơn La có 2.752 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là trên 37.700 tỷ đồng, chủ yếu là doanh nghiệp hợp tác xã có quy mô nhỏ, chất lượng và năng lực cạnh tranh thấp. Trước tác động của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp đã phải tạm ngừng hoạt động, dẫn đến giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu từ đầu năm đến nay của tỉnh chỉ đạt khoảng 76 triệu đô la Mỹ, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đối phó với những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm chi phí hoạt động, à, lao động và lương nhân công lao động. Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 74 doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn với tổng số là 3.036 lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa ưu tiên phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh, thời gian tới các sở ban ngành chức năng tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ của chính phủ các bộ ngành trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo sinh xã hội cùng với đó khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Từ gần đề án mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến năm 2030. Đến thời điểm này thì tỉnh Sơn La đã có 28 sản phẩm ô cốp được công nhận, trong đó 9 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 19 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Đây là tiền đề quan trọng để các địa phương khai thác tiềm năng thế mạnh nâng tầm thương hiệu sản phẩm ô cốp của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Sơn La còn có khoảng gần 200 sản phẩm thế mạnh có thể phát triển thành sản phẩm ô cốp. Đây là lợi thế lớn để các địa phương tiếp tục xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị, tạo sản phẩm chủ lực phát triển kinh tế. Năm 2020, tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã nâng cấp một sản phẩm 4 sao lên 5 sao, ít nhất 5 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao và phát triển thêm 35 sản phẩm ô cốp mới đạt 3 sao trở lên triển khai thực hiện một mô hình làng văn hóa du lịch miền quê đáng sống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn tại bản Ba Phách, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu. triển khai thực hiện phần mềm hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh, hệ thống chấm điểm và bộ nhận diện ô ôcôp cấp tỉnh. Hội nông dân huyện Vân Hồ hiện có trên 9.900 hội viên sinh hoạt tại 123 chi hội. Những năm qua, Hội nông dân huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị của huyện, tích cực hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất thông qua các hoạt động như là hỗ trợ về vốn, tiếp cận khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội đã đứng ra tín chấp với phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Vân Hồ cho gần 2.273 hộ gia đình vay trên 87 tỷ đồng. Các cấp hội còn vận động quyên góp ủng hộ xây dựng quỹ tiết kiệm tự nguyện trên 2,5 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hàng trăm lượt hộ vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đến nay toàn huyện đã có 43 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác được thành lập và hoạt động hiệu quả. Năm 2019, toàn huyện có trên 2.500 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Với mục tiêu từng bước xóa bỏ phòng học tạm, phòng học xuống cấp, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học, trong những năm qua, huyện Mộc Châu đã sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để kiên cố hóa trường lớp học, nhất là đầu tư nâng cấp sửa chữa các phòng học cấp tiểu học trên địa bàn. Trong năm học 2020-2021, trên địa bàn huyện Mộc Châu có 675 phòng lớp học dành cho cấp tiểu học, trong đó có 52% phòng học kiên cố còn lại là bán kiên cố. Số lượng phòng học đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu học tập của 12.595 học sinh cấp tiểu học. Bên cạnh đó thì các đơn vị trường học trên địa bàn huyện còn sử dụng 95 phòng học làm phòng giáo dục nghệ thuật, thư viện, phòng truyền thống, phòng sinh hoạt đoàn đội. Đồng thời cơ sở vật chất trang thiết bị tại các phòng lớp học được đầu tư, nâng cấp phục vụ tốt cho công tác dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Trong tháng 9 trên địa bàn thành phố Sela xuất hiện hai ổ dịch tả lợn châu Phi ở bản Tông, xã Trường Sôm và bản Na No bản Muông, xã Trường Ngân. Số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 8 con với tổng trọng lượng gần 1.200 kg. Đến nay dịch bệnh tại hai ổ dịch tả lợn châu Phi tại Trường Sơn và Trường Ngân cơ bản đã được kiểm soát và qua 21 ngày không phát sinh thêm lợn bị mắc bệnh. Trước tình hình nguy hiểm của dịch bệnh, người chăn nuôi cần thực hiện triệt để nguyên tắc 5 không, gồm không giấu dịch, không mua bán, vận chuyển lợn bệnh chết, không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh chết không vứt lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Các chủ trang trại hợp tác xã và người chăn nuôi cần chủ động rắc vôi bột, thường xuyên khử trùng, tiêu độc quanh khu vực chăn nuôi, có kế hoạch chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, lựa chọn giống tại các cơ sở trang trại có uy tín, nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, phòng chống dịch cho đàn vật nuôi an toàn và hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, tiếp tục chào ngày mới chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày mới. thưa quý vị và các bạn với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp phi nông nghiệp dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp không chỉ thúc đẩy sản xuất tạo điều kiện cho các sản phẩm đặc trưng của tỉnh sơn la vươn xa trên thị trường mà còn phát huy tính sáng tạo của người dân nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn và trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế ở địa phương phóng sự được thực hiện tại huyện quỳnh nhai triển khai chương trình OCOP qua giả soát. Đến nay, huyện Quỳnh Nhai đã có 57 danh mục sản phẩm, gồm danh mục sản phẩm và danh mục ý tưởng tham gia chương trình, như các sản phẩm từ cá sông đà, chanh leo su su của xã Triển Khay, sa nhân của xã Mường Giàng, chuối tiêu hồng của xã Mường Dôn và gạo nếp tan của xã Trường Khoang. Đây đều là những sản phẩm có giá trị kinh tế, có thể phát triển thành các sản phẩm OCOP. Ủy ban huyện đã thành lập tổ công thành lập tổ tư vấn hỗ trợ các đơn vị chủ thể là các hợp tác xã về phát triển các mô mã các nhãn mát và vị sản phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm hướng dẫn các đơn vị chủ thể các hợp tác xã thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm cái sản phẩm cá tép dầu là một cái loại cá mà được khai thác tự nhiên, được bà con nhân dân sơ chế và đã phát triển thành sản phẩm ô cốp, được công nhận sản phẩm ô cốp sao của cấp tỉnh. Với lợi thế về mặt nước hồ thủy điện Sơn La rộng lớn, người dân Quỳnh Nhai đang đẩy mạnh nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Từ nguồn cá tự nhiên sông Đà, người dân đã tạo ra các sản phẩm như nước mắm, mắm tép sông Đà, cá sấy khô. Trong đó, sản phẩm nước mắm thu hải và cá tép dầu sông Đà đã được Ban chỉ đạo cấp huyện đánh giá là sản phẩm đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp tỉnh. Riêng sản phẩm cá tép dầu sông Đà đã được xếp hạng sản phẩm thuộc chương trình OCOP của tỉnh chấm và đạt chuẩn 4 sao giai đoạn 2019-2020. Hiện tại chúng tôi cũng đang chuẩn bị gấp rút cho xây dựng nhà xưởng để đi đi vào hoạt động theo một cái uh, chương trình uh, chuẩn lô bộ gáp và việt gáp. Sắp tới chúng tôi là cá tiếp dầu, con cá tiếp dầu sẽ được vào hệ thống siêu thị và đi các nước. Trong thời gian tới, huyện Quỳ Nhai tập trung tư vấn, hỗ trợ các chủ thể, có các sản phẩm hoặc ý tưởng về sản phẩm hoàn thiện phương án, kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP để tiếp tục xây dựng và khẳng định thương hiệu được đánh giá sản phẩm OCOP hạng 4 sao, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai sẽ tiếp tục chỉ đạo hợp tác xã tập trung liên kết mở rộng chuỗi giá trị, cung cấp khép kín cá tiếp dầu mang thương hiệu Thái Tuấn ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay thì đang làm hồ sơ đối với 3 sản phẩm, Ở trong đó là ba sản phẩm này là gồm những cái sản phẩm là mật ong, của xã Trường Khay. Thứ hai là cái sản phẩm về về, về nước mắm. Với một sản phẩm nữa là sản phẩm về cái cỏ ngọt. Thì hiện nay thì hồ sơ thì cũng đang được gấp rút hoàn thiện và tư vấn cũng đã làm các bước quy trình để chấm những cái thang điểm đối với các sản phẩm để chỉnh tỉnh. Để chương trình mới xã một sản phẩm OCOP gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở huyện, từng bước hoạt động hiệu quả hơn nữa. Huyện đang tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, tạo lập môi trường thực sự thuận lợi cho phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm, giúp khai thác tốt tiềm năng lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp sạch và tạo sinh kế mới cho người dân vùng tái định cư Thủy Điện Sơn La. Khép lại nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi mỗi ngày một việc tốt. Thưa quý vị và các bạn, với sự năng động sáng tạo và lòng nhiệt tình trong công việc, những năm qua chị Nguyễn Thị Điệp, một khuyến nông viên ở xã Mường Bú, huyện Mường La đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giúp nông dân tiếp thu những kiến thức mới, áp dụng và sản xuất, từng bước vươn lên làm giàu. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Sơn La, năm 2011, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp nông lâm Sơn La, chị được tuyển dụng và làm khuyến nông viên xã Mường Bú, huyện Mường La, Sơn La ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị Điệp luôn làm tốt công tác tham mưu cho ủy ban nhân dân xã Mường Bú, đồng thời giúp đỡ, hướng dẫn bà con nông dân trong thực hiện công tác khuyến nông. Đồng chí Nguyễn Thị Điệp, khuyến nông viên của xã Mường Bú thì đồng chí là một người rất tâm huyết với công việc và được bà con cũng rất là quý và cũng nhiệt tình về cái công việc như là một số các cái chuyên môn. Sự đã tận tình xuống đi các bản để hướng dẫn bà con về các cái công tác về khuyến nông như là về công tác chăm sóc lúa cũng như là về các cái cây ăn quả về cái đã giúp đỡ bà con tốt trong cái các cái mùa vụ là cán bộ khuyến nông cơ sở hàng tháng chị điệp thường dành nhiều thời gian xuống cơ sở nắm bắt tình hình sản xuất điều kiện phát triển kinh tế của mỗi bản, tiểu khu để có kế hoạch tham mưu giúp chính quyền xã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế đề ra hàng năm. Với bản thân là một cán bộ khuyến nông cơ sở, đi xuống thì thấy cuộc sống của người dân như vậy thì tôi cũng đã hết sức là chăm trở. Nên những cái gì mà đã được học ở trên ghế nhà trường và được đào tạo chuyên môn tập huấn thì tôi cũng đã đưa vào áp dụng vào thực tế trong công việc hàng ngày thì cũng tổ chức các buổi tập huấn, tổ chức xây dựng các chương trình mô hình hội thảo và sau khi hướng dẫn rồi là đưa áp dụng các mô hình khoa học kỹ thuật vào đời sống thực tế của người dân thì thấy cuộc sống của người dân hàng ngày được thay đổi, nguồn thu nhập cũng được đưa lên. Những năm qua, xã Mường Bú được các chương trình, dự án của nhà nước, tỉnh, huyện đầu tư chị Nguyễn Thị Điệp đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tham mưu cho Ủy ban dân xã Mường Bú tổ chức chỉ đạo thực hiện triển khai hiệu quả các mô hình và được nhân rộng ra toàn xã, được nhân dân hưởng ứng làm theo. Trên địa bàn bản Văn Minh thì cũng có trồng các giống cây thì cũng được sự chỉ đồng chí Điệp cũng xuống bản để cùng khuyến nông viên bản và các cấp ngành để giúp đỡ bà con về công tác là phòng trừ sâu bệnh cũng như là chỉ đạo về tiêm phòng dịch và tất cả những uh, về công tác là về uh, vật nuôi cây trồng cũng được sự đồng chí xuống nhất thì tỉnh xuống đến bản chúng tôi để chỉ đạo bà con nhân dân để làm Đấy, vừa qua thì cũng chúng tôi cũng đã làm theo những chương trình của khuyến lông thì làm rất tốt với sự hiểu biết, năng động nhiệt tình và sự đóng góp của bản thân, chị Nguyễn Thị Điệp luôn được cấp ủy chính quyền xã Mường Bú đánh giá cao và được bà con nông dân yêu mến, kính trọng. Tới đây, chương trình Chào Người Mới Sáng Nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.